Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay của Ban Việt ngữ đã Ai cho tự do với những nội dung chính sau đây. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Hà Nội từ thứ Năm, ngay sau khi Việt Nam nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản. Hai nguồn tin Việt Nam am hiểu về chuyến đi hôm 29 tháng 11 cho biết điều này với hãng tin Reuters. Một trong những nguồn tin cho biết, ông ấy dự kiến sẽ tham dự cuộc họp liên chính phủ Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội vào thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Thạc sĩ Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu Biển Đông trong buổi sáng cùng ngày nhận định với RFA cho rằng chuyến đi của người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc là để chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông nói qua điện thoại. Bởi vì chúng ta đã thấy là ít nhất là cho đến thời điểm này thì cái quan hệ, những cái vấn đề căng thẳng ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam nó cũng đang ở trong cái tình trạng là à cố gắng à, nó cũng đang hạn chế mức tối đa. Có lẽ là để chuẩn bị cho cái chuyến đi thăm của ông Tập Cận Bình sang Việt Nam thì à, bên Trung Quốc cũng à, kiềm chế tối đa để để khiến cho cái cái bầu không khí mà ông Tập Cận Bình sang Việt Nam nó sẽ được à, ôn hòa hơn. Trung Quốc có mối quan hệ truyền thống bền chặt với Việt Nam kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập vào năm 1950, bất chấp một cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngủi vào năm 1979. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nguồn nhập khẩu quan trọng cho lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào hôm thứ Hai trong chuyến thăm Việt Nam đã cam kết sẽ mở cửa hơn nữa thị trường Trung Quốc cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam, trong khi hai nước tìm cách tăng cường quan hệ thương mại, theo Bộ Công Thương Việt Nam. Reuters và tháng trước đưa tin các quan chức hai nước đang chuẩn bị cho chuyến thăm có thể của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội. Vào thời điểm đó, kế hoạch chuyến đi sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Ba nhà ngoại giao ở Hà Nội sau đó cho biết chuyến thăm có thể sẽ bị hoãn lại đến tháng 12. Theo Bộ Thương mại, thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc đã tăng 5,5% trong năm ngoái lên 175,5 tỷ đô la, trong đó các chuyến hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam chiếm 67%. Cụ thiếu tá Hoàng Văn Minh, sinh năm 1986, cụ trợ lý tài chính Trung đoàn Không quân 937, người tông chết nữ sinh lớp 12 Hồ Hoàng Anh ở Tháp Chàm, Ninh Thuận hồi năm ngoái, vào ngày 5 tháng 12 tới đây, phải ra tòa về vụ này. Tòa án quân sự khu vực 2, quân khu 5 sẽ mở lại phiên xét xử ông Hoàng Văn Minh với tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại điểm A khoảng 1 điều 260 Bộ luật hình sự Việt Nam. Vụ án được mở lần đầu hôm 17 tháng 8, nhưng sau phần xét hỏi, tòa án quân sự khu vực 2, quân khu 5 tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Cáo trạng nêu rõ, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 2022, ông Hoàng Văn Minh lái xe ô tô bảy chỗ chở một số người trong gia đình. Trong đó có vợ ông là bà Huỳnh Thị Kim Hằng và chồng dị ruột ông Minh là ông Phạm Văn Võ di chuyển trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Ô tô do ông Minh lái tông vào xe máy của em Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, đang đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hai xe chạy cùng chiều, xe máy và nữ sinh bị xe ô tô hất văng vào trụ điện, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hai vợ chồng ông Minh xuống xe thấy cảnh tượng nạn nhân rồi lo sợ ảnh hưởng xấu đến bản thân nên ông minh nhờ ông võ nhận thay là người lái ô tô gây tai nạn tại cơ quan công an cả ông võ và bà hằng đều nói ông võ là người lái ô tô gây ra tai nạn tuy nhiên trong quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định bà hằng và ông võ khai báo gian dối chính ông minh mới là người lái xe gây tai nạn về sau ông minh thừa nhận trong khi lái xe có sử dụng điện thoại thiếu tập trung quan sát nên đã xảy ra vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong sau khi xảy ra vụ tai nạn, gia đình nạn nhân còn nhận được thông báo từ công an địa phương về việc kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg trên 100 ml máu do bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cung cấp. Gia đình phản đối và gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng rằng cô gái họ không hề sử dụng bia rượu trong sáng đi lấy giấy báo thi. Tin cho biết, trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Huỳnh Thị Kim Hằng và ông Phạm Văn Võ đình chỉ điều tra vụ án đối với tội khai báo gian dối của hai người này, đồng thời hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với bà Hằng, ông Võ, lý do tội mà hai người này phạm ít nghiêm trọng, mới phạm tội lần đầu và có nhân thân tốt. Quốc hội Việt Nam vào ngày 29 tháng 11 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc áp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống sói mòn cơ sở thuế toàn cầu, gọi tác thuế tối thiểu toàn cầu đối với các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam mức thuế 15% bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Truyền thông nhà nước và quốc tế loan tin dẫn nguồn từ trang chủ quốc hội cho biết 94% đại biểu tham gia đã thông qua nghị quyết vừa nêu. Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu cho phép các quốc gia đánh thuế, lợi nhuận từ hàng hóa, dịch vụ của các tập đoàn đa quốc gia với doanh thu hơn 20 tỷ đô la mỗi năm và có tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu từ 10% trở lên. Với quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, một tập đoàn công ty đa quốc gia sẽ bị đánh thuế 15% đối với các khoản lợi nhuận tạo ra tại các nước có thuế suất bằng 0% hoặc thuế suất thấp thông qua cơ chế đánh thuế bổ sung, từ chối khấu trừ thuế hoặc thuế khấu trừ tại nguồn với mức thuế suất hiệu dụng tối thiểu. Việt Nam định thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 20%, tuy nhiên, để thu hút đầu tư nước ngoài, mức này có thể chỉ là 5% vào thời gian ân hạn được kéo dài cho trường hợp đặc biệt. Đơn cử Samsung trong năm 2019 chỉ đóng 5,1% tại một tỉnh. Thống kê cho thấy, với mức thuế mới, chi phí thuế của 122 công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam tăng đáng kể, phía nhà nước Việt Nam sẽ thu thêm hơn 601 triệu đô la tiền thuế mỗi năm. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách thuộc Quốc hội, ông Lê Quang Mạnh lên tiếng sau khi thông qua nghị quyết đánh thuế tối thiểu toàn cầu rằng Việt Nam cần có những chính sách ưu đãi mới để có thể duy trì là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Vốn đầu tư công năm 2023 tại Việt Nam tính đến nay chỉ mới giải ngân được hơn 65%, tương đương khoảng 461.000 tỷ đồng, trong khi chỉ còn hơn một tháng nữa là hết năm dương lịch. Báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam đưa ra hôm 27 tháng 11 cho thấy số liệu vừa nêu có 43 bộ, cơ quan trung ương và 28 địa phương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước. Cụ thể, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thuộc nhóm này chỉ đạt tỷ lệ giải ngân khoảng 44%, trong đó có 15 bộ, cơ quan trung ương có mức giải ngân dưới 15%, 8 địa phương giải ngân dưới 50%, 21 trên 25 bộ, cơ quan trung ương và 30 trên 63 tỉnh, thành phố chưa phân bố hết kế hoạch vốn được giao với tổng số gần 16.200 tỷ đồng. Còn nhiều dự án lớn trọng điểm quốc gia chậm tiến độ, bố trí kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư chậm. Ứng dụng Beamin nổi tiếng của Hàn Quốc vào ngày 8 tháng 12 tới đây sẽ đóng cửa tại Việt Nam sau 4 năm thua lỗ. Truyền thông nhà nước Loan tin ngày 29 tháng 11 dẫn lý do mà Beamin nêu ra là do khó khăn kinh tế toàn cầu và cạnh tranh khốc liệt tại thị trường Việt Nam. Beamin vào thị trường Việt Nam hồi giữa năm 2019 sau khi mua lại Vietnam.co. Tại thị trường trong nước, Beamin do liên doanh Gugua Brothers Việt Nam quản trị. Đây là liên doanh giữa hãng chuyên giao hàng nổi tiếng của Hàn Quốc, Gugua Brothers và Delivery Hero, tập đoàn Đức hoạt động trong lĩnh vực giao thực phẩm tại 50 quốc gia. Beamin ở Việt Nam cũng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giao thực phẩm và những dịch vụ mua sắm trên mạng, bán mỹ phẩm thị trường giao thực phẩm tại Việt Nam phát triển nhanh chóng trước dịch COVID-19 và thu hút nhiều hãng như Grab, Shopee Food, Gojek. Thống kê cho thấy hiện Grab và Shopee Food chiếm hơn 85% thị trường về dịch vụ giao thực phẩm tại Việt Nam. Quyết định rút khỏi Việt Nam của Beamin được thông báo hồi tháng 9 vừa qua. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ đã cho từ giờ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook ở tiếng Việt.